Disaster struck the Vietnamese rebels, and the Ming defeated them in battle, and forced them to retreat to the Chi Yin mountain fortress. Encircled by a large Chinese army, and with no hope of help from the outside, Leloy's situation became grim. Supplies would not last long, and the Ming cannons had already begun to batter the old walls of the fortress. The end of Leloy and his rebellion seemed imminent. Enemy soldiers are attacking the walls! Có tiểu nhân! Xông lên! Giết! Xin phục mệnh! Các quân đệ! Giết! The Chinese are surrounding the fortress as I speak. Soon, there will be no way out for us. However, there is still a small chance for the rebellion to survive. The Ming only have a small presence to the east. If we clear that side, it would allow our men to escape. Điện hạ có gì sai bảo? Các quân đệ, giết! Kiến điện hạ, có lao gì sai dịch. Bảo? Dạ bẩm, có thảo dân. Điện hạ có gì sai bảo? Tiều phu. Dạ bẩm, có dân nữ. Thảo dân xin chờ lệnh. Nô tài. Bái kiến Nô điện hạ. Nô tài. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Xin phụ mệnh, xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiến công. Thẩm kho bằng băng băng xin đến ngay. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo? Xông lên. Yeah. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Nhà bằng điện hạ có nhiệm vụ giao. Bằng bạc xin đi làm ngay. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Bẩm có thảo nhân. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Sai bảo, xin phụ mệnh. Các quân đệ, giết!
tăng sinh đến ngày. Thảo dân xin chờ gần. Tài dân phu. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có điều sai bảo. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu, dân phu. Dân phu, dân phu. Dân phu, dân phu. Điện hạ có điều sai bảo. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Dân nữ xin trở lại. Dân phu, 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 dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân đã rõ. Dân phu, dân phu. Có tiểu nhân. Xông lên, giết. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu, dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Lao dịch. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Điện hạ có nhân giảm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dân
nhân. Lý công. Bái kiến điện. Our brave commander Lê Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlements as soon as he is healed. Thảo Dân xin chờ lời. Dạ bẩm, Thảo Dân nữ tiểu phu. Có trọng nhân tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm tiểu phu. Nhân. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Dịch. Lao dịch. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Tiểu phu. Tiểu phu, dạ bẩm có dân nữ. Bái kiến điện hạ. Lao dịch. Điện hạ có gì tiểu sai bảo? Phu. Dân phu, dân phu. Dân phu, dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Okay.
bẩm có thảo dân. Lao dịch. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Điện hạ có gì sai dân bảo? Dân phu. Dân nữ xin trở lại. Dân phu. One of the gates has been breached. To the walls. Có tiểu nhân tuân lệnh. Thảo dân xin chào dân đến ngay. Dân phu. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ tiểu nhân là ngay. Tiểu nhân đã rõ. Our brave commander Le Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlements as soon as he is healed. Nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Dạ bẩm có thảo nhân. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Có gì sai bảo? Có tiểu nhân. Đúng lên. Yeah. Xin phụ tiểu mệnh. Nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Bái kiến điện hạ. Tiều phu. Dạ bẩm có thảo dân. Tiều phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Dạ bẩm có dân. Tiều phu. Bái kiến điện hạ. Phu.
Điện hạ có gì sai bảo, xin tuân lệnh. Our brave commander Le Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlements as soon as he is healed. Thảo dân xin chờ lệnh, Tiều Phu. Dân Phu. Bái kiến điện hạ. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Giờ bẩm báo thảo nhân. Dân phu. Bẩm có dân nữ. Dân phu. Có tướng nhân. Các quân đại giết. Điện hạ có gì sai bảo? Tiến công. Xin phụ mệnh. Xin tuân lệnh. Có tướng nhân. Điện hạ có gì sai bảo? Tướng nhân đã rõ.
Sống lên! Chiến! Các vị đại chiến! Tiến công! Sống lên! Chiến! Dạ bẩm có thảo dân, Tiều Phu. Bái kiến điện hạ, Tiều Phu. The path east lies open. Soon our soldiers will start leaving the fortress. We must cover their retreat. A group of our soldiers is heading east and need our help. Sai bảo tiến công. Điện hạ có gì sai bảo? A group of our soldiers is heading east and need our help. A group of our soldiers is heading east and need our help. Xin phụ mệnh.
rõ tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm có thảo dân. Thảo dân xin chờ lời. Dân phu. Dạ bẩm có dân nữ. Dân nữ xin chờ lệnh. Our brave commander Lê Lai was wounded in battle, but I am sure that he will return to the battlements as soon as he is healed. A group of our soldiers is heading east and need our help. Điện hạ có gì sai bảo? Nô tỳ. Bái kiến điện hạ. Of our soldiers is heading east and need our help. Có tướng nhân. Các quân đội giết. Almost there. Tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có tiểu nhân bảo. Đã rõ. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có nhân sẽ làm ngay. A group of our soldiers is heading east and need our help. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. A
group of our soldiers is heading east and need our help. Có gì sai bảo. Xin tuân lệnh. Xin phụ mệnh. Các quân đội, giết! Có tiểu nhân. Dạ bẩm có thảo nhân. Tiều phu. Điện hạ tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân là cây. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ. Tiều phu. A group of our soldiers is heading east and need our help. Có tiểu nhân xin phụ mệnh. Có gì sai bảo. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Xin phụ mệnh. Our brave commander Lê Lai was wounded in battle. But I am sure that he will return to the battlements as soon as he is healed. The majority of our soldiers have made it out. Now only Le Loi has to make it there. I will hold off the enemy to cover your escape. Good luck, Le Loi. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Just as defeat seemed inevitable, Le Loi's second in command, Le Lai, and his men sacrificed their lives to save what was left of the Vietnamese rebellion. They mounted their horses and led a final charge right into the Ming besiegers. In the ensuing confusion, Le Loi and the rest of the army escaped through the fortress drainage system. One witness who saw the charge said that he saw the spirits of the Vietnamese ancestors riding along Le Lai and his men as they plunged into the lines of Ming pikes. It was a sad day for Le Loi and the Vietnamese. They had lost much. And all that remained of the resistance was smoldering ashes and dead bodies. However, the tale of Chi Linh spread throughout Vietnam and lit the spark of resistance. The Vietnamese people were no longer willing to tolerate the Ming occupation.